rất là nhiều tình tiết mới được Bánh Tét Phương Anh chia sẻ trong buổi livestream mới đây. Thì xin chào cả nhà đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh YouTube của Dòng Sự Kiện. Thì buổi tối hôm nay em cập nhật một cái thông tin về Bánh Tét Phương Anh đã có phát một cái đoạn clip nói về những câu chuyện drama của Hồng Loan, và qua đây hé lộ cho chúng ta biết rất là nhiều điều khó đỡ về phía mẹ con của Bún Bò. Tại sao Bánh Tét Phương Anh có ngày như ngày hôm nay, và tại sao Bánh Tét Phương Anh lại bảo vệ lấy mình? Cả nhà thì mời cả nhà cùng với kênh em đi vào nội dung chi tiết để qua đây chúng ta nghe và sẽ cảm nhận một phần nào về câu chuyện drama của Hồng Loan về cái vấn đề nói về Bánh Tét Phương Anh. Nha cả nhà. Ở đây không khuyến khích cả nhà là ủng hộ Phương Anh thì đỡ 100%, nhưng mà chúng ta để nghe, để cảm nhận về cái con người của Phương Anh thôi nha cả nhà. Cho nên từ cái chỗ đó tụi nó muốn triệt tôi, vì tôi là cây gai trong mắt của tụi nó. Vì khi mà tôi đã sỉ nhục tụi nó đó, tôi mở quốc ca đó, thì nó không làm được cái đéo gì tôi. Vì nó biết là nó không làm được cái đéo gì tôi, chỉ có chơi ở sau lưng đi những cái núp, cái nít núp lùm núp bụi nha, để đâm để chọt tôi thôi, chứ đéo làm gì được hết trơn. Nhưng á, đây là một cái câu chuyện giữa tôi và con Hồng Phượng, cái con vô ơn không biết điều này, cái con ngu ngục quần què ăn cam sú ăn cam lú này, nó không liên quan gì tôi quay qua bên Hồng Loan hay chở mặt với nó mà để quay qua Hồng Loan, để cho tất cả những người bên Hồng Loan ủng hộ tôi. Tốn cần mọi người phải ủng hộ tôi đâu đó, cho dù tất cả những người không bảo vệ, không ủng hộ tôi, không cần phải ủng hộ tôi, thì tôi vẫn làm những việc tôi cần nên làm. Vì chuyện này là chuyện giữa tôi và cái nhóm của tụi nó, thì dù là bên Hồng Loan không ủng hộ tôi vẫn làm, tôi vẫn nói. Cho nên tôi đâu có sợ cái đéo gì đâu. Còn á, tôi nghe được cái clip của má Thanh á, nha, má Tư á, ăn đông á, chửi tôi mất dạy. Tôi là người có dạy, mẹ tôi dạy tôi cái tốt, đời dạy tôi cái xấu. Đó, nha, đó, cha mẹ tôi dạy tôi cái tốt, nhưng mà đời dạy tôi cái xấu, nha. Gia đình của tôi, các cậu của tôi, đó, có trường đào tạo cấp 3, ha, có trường đào tạo cấp 3 là một hiệu trưởng nữa. Cho nên tôi là người có dạy đó, học ít nhưng mà hiểu rất là nhiều, là do tôi mất dạy đó, ha. Trong cái câu chuyện này, trong cái drama này, là do bà Sáu dạy tôi và ông Sạc Thành dạy tôi. Tại vì họ góp mặt vào lòng tôi, họ nói những cái lời mà làm cho một cái con người có lương tâm như tôi chịu đựng không được. Cho nên bắt buộc đó, cho nên á, ở cái sai này đó nha, không liên quan gì đến gia đình của tôi, mà là do tôi quá thương người, quá tin người, mới bị á, ông Sạc Thành ha, ông gạt bà Sáu, gạt bà Lành, mới gạt bà Lành, mới gạt những cái chuyện thầm kín của Hồng Loan và những cái chuyện gia đình của Hồng Loan, bao nhiêu đứa con lấy chồng từ mấy tuổi rồi, cái chuyện chẳng mong lên trời, là do ở đâu kể cho tôi vậy? Ở đâu kể? Ở đâu đứa? Bà Lành đứa? Mà bà Lành là ai, là người điều bà Hành? Bà Lành đến đưa thông tin cho tôi là con Hồng Phượng. Vì ngày đầu tiên tôi từng nói với bà Sáu như vậy. Tôi nói, cô Sáu lớn tuổi, cô là mẹ, cô phải đứng ra che chở cho Hồng Phượng. Và pháp lý cái gì á, cô phải đứng ra cô thưa, vì cô là đại diện cho một đứa em ruột của chú Vũ Linh. Còn Hồng Phượng á, nó chỉ là một đứa cháu thôi, quyền hành của nó không thể chọi với con Hồng Loan được, và cô phải đứng ra. Đó là do tôi nha anh chị, do tôi nói nha đó. Và khi mà kiện thằng Thám Tử Cao cũng vậy, tôi thấy nó bị tấn công quá, bị các kênh YouTube dập quá, thì tôi làm sao mà có thể bịt miệng họ được. Tôi nói với Hồng Phượng, Hồng Phượng sao em không kiện thằng Thám Tử Cao đi? Nó mới nói, chị ơi, thằng Thám Tử Cao nó ở tuốt dưới quê, mắc công em phải đi xuống tòa dưới đó để hầu tòa. Tôi mới nói vậy, không lẽ em để cho nó trên mạng nó gỉ gã, nó chửi em hoài ngày này qua tháng nọ. Còn nếu em chấp nhận để cho nó chửi thì em khỏi thưa, khỏi kiện đó. Và tôi đắp suối nó là kiện Thám Tử Cao, mấy chị hiểu không? Rồi cho nên á, tôi nói có một lần tôi lên live, tôi nói mày không kiện nó, mày kiện nó đi, tiền pháp lý tao trả.
thì nó, tôi không biết trong cái thời điểm này nó có kiện thám tử cao không đó. Nếu nó có kiện thám tử cao và cộng thêm cái đơn của bà Mỹ Xuân nữa thì có thể thằng thám tử cao nó quay đầu là tại vì nó sợ mấy cái đơn đó đó, nó sợ mấy cái đơn đó, có thể là nó quay đầu. Thằng thám tử cao nó quay đầu có thể là nó sợ mấy cái đơn đó nha mấy anh chị đó. Còn ông Sạch Thành á, tôi nói cho cậu nghe nè, cậu Thành, tôi đây còn lý trí con người nha, cậu mất dạy lắm, cậu ăn ngược nói nhạo lắm. Cậu nói là tôi chỉ hỏi cậu những cái việc nằm mơ thôi, rồi chuyện của thằng Đăng á, tôi lôi cậu vô tôi chửi hả? Vì tôi biết con người của cậu á, hai mặt ha, cái đầu cậu thì tóc bả bạc rồi, muối nhiều hơn tiêu rồi, cậu sống đoản hậu đó, cậu có nói mà không dám nhận. Những cái chuyện má Thanh nhảy cầu, nhảy lầu, rồi chuyện ông Lê Tuấn, rồi xong rồi ông Lê Tuấn ông có bồ, ông ngoại tình trong lúc ở với chú Vũ Linh độ này nọ vậy, ai kể cho tôi nghe. Rồi cái chuyện bán cẩm thạch giả đồ cái này cái nọ của bà Quốc Thanh, rồi á ha, rồi có trai tới rồi xong rồi ôm túi sách của ổng, vàng bạc của ổng đi, lúc ổng đi tắm ổng nuôi trai gì đó, rồi ai kể. Tại sao tôi chửi cậu là cậu biết tại sao không? Tại vì cậu á bị á bà Tư bà chửi, cậu không chơi lại bả, miệng cậu không bằng miệng bả. Rồi xong cái cậu á lôi Hồng Phượng ra, lôi con Hồng Phượng ra nè, là cái gì cũng nói ừ à, à, người này ăn hiếp Hồng Phượng, người kia ăn hiếp Hồng Phượng, để tôi vì Hồng Phượng mà tôi chửi người ta, chứ tôi chứ cậu nói là cậu người khác chửi cậu mà kêu tôi đi chửi thì chết mấy mà tôi chửi giùm. Cho nên từ cái chỗ đó cậu cái gì cũng gài con Hồng Phượng vô để cho tôi thấy xót xa, để cho tôi đi chửi cha chửi mẹ người ta. Nhưng thật chất ra là những cái chuyện đó là chính cậu là người bị chửi, nhưng cậu lôi Hồng Phượng ra để làm một cái bia đỡ đạn cho cậu, để cậu được thỏa mãn khi có người nào giúp cậu chửi lại người ta. Cậu bí ổi và vô liêm sỉ, cậu mất dạy và đê tiện và hèn hạ, rất là khốn nạn. Từ cái chỗ đó đó tôi mới chửi thẳng vào cái mặt chó của cậu đó, cái bản mặt vô liêm sỉ, đạo đức giả. Rồi mấy ngày sau lên nói là tôi thuê ông Thành chửi Hồng Phượng, chửi cậu, cậu làm giống như cậu là người vô tội, cậu có biết con mẹ gì hết trơn á, cậu giống như là một người đàng hoàng chưa bao giờ dính đến một cái nét dơ giấy ha, một cái dép dơ nào hết, sao cậu chơ chẽn quá vậy, cậu quân tử quá, cậu tốt tánh và đàng hoàng quá, bước về Việt Nam đi, ngon đi, giờ bốc vé đi về Việt Nam đi, đứng giữa trời nè, tôi nè Sạch Thành nè, nghe Paris nè, tôi đàng hoàng nè, tôi không hề á ha làm những chuyện gì có lỗi nè đó, ngước mặt lên kêu ông trời đó, con trời có đánh không? Hỏi tại sao tôi chửi, hỏi tại sao tôi chửi cái mặt chó của cậu, cậu lợi dụng tôi. Nếu cậu không lợi dụng tôi, cái đám chó của cậu đó nha, những cái con hèn hạ đê tiện không lợi dụng tôi thì cha mẹ tôi không có bị chửi. Đáng lẽ ra tôi tha cho mẹ con sáu bào rồi, nhưng khi mà ông Thành guitar ổng đưa cho tôi cái clip là mẹ tôi gọi điện cho ổng, tôi hỏi tất cả cộng đồng mạng nè, ok bây giờ ở đây không nói về vấn đề tôi đúng hay tôi sai, tôi sai, ok tôi chấp nhận tôi sai, đối với bên Hồng Loan bây giờ cứ cho tôi sai đi, ok cỡ nào tôi cũng chấp nhận tôi sai, tôi chấp nhận tôi sai. Nhưng bây giờ tôi hỏi tất cả cộng đồng mạng một điều, khi câu chuyện bùng ra bắt đầu tôi lên tôi chửi con Hồng Phượng, mẹ tôi gọi điện cho tôi, mẹ tôi nói con ơi chuyện gì còn có đó, có thể nào á từ từ nói chuyện được không, dầu sao cũng giúp cho người ta là cũng đi tới đường này rồi, nếu mà người ta thua đó thì con cũng mất mặt, thì thôi bây giờ á nhịn được thì cứ nhịn đi. Tôi nói tôi không có hứa để coi làm sao. Mẹ tôi không biết tại sao biết ông Thành guitar thì mẹ tôi mới gọi điện cho ông Thành guitar đó, nhờ ông Thành guitar, nghĩ là ông Thành guitar thân với gia đình bà Sáu thì mẹ tôi mới nhờ ông Thành guitar đó
là nói chuyện với bà Sáu. Tại vì giữa hai người lớn nói chuyện với nhau nó dễ chuyển lời giùm. Mẹ tôi nhờ ông Thành guitar chuyển lời với bà Sáu giùm, là kêu bà Sáu á, kêu Hồng Phượng nói chuyện với tôi đi, để cho tôi đừng có lên mạng chửi. Thứ nhất mẹ tôi xót xa khi thấy tôi bị chửi và tôi chửi người ta. Thì ai làm mẹ cũng thấy xót xa khi con mình nó đi giúp người ta mà bị người ta như vậy thì tất nhiên người mẹ nào cũng phải đau lòng hết. Thì mẹ tôi cư xử, mẹ tôi bảo nói với ông Thành guitar là chuyển lời với bà Sáu, nó kêu bà Sáu kêu Hồng Phượng nói chuyện với tôi đi, để cho chuyện đâu còn có đó, dầu sao cũng đi tới nước này rồi, 90% rồi. Đừng có lên bóc phốt trên mạng như vậy, chửi qua chửi lại. Thứ nhất là tôi bị chửi, rồi xong Hồng Phượng cũng bị chửi luôn, không có tốt đẹp gì. Thì mẹ tôi mới chuyển lời giống như vậy. Thì ông Thành guitar đó, ổng mới xin phép mẹ tôi là ghi âm lại một đoạn, ghi âm lại một đoạn để gửi cho bà Sáu, gửi cho bà Sáu. Thì ông Thành guitar ổng mới chuyển lời đến bà Sáu. Mọi người biết cái con già mất dạy này nó nói sao không? Ôi, nó muốn chửi thì để cho nó chửi chừng nào đó, nó thích chửi để cho nó chửi chừng nào, nó muốn nghỉ thì nó nghỉ. Nói chuyện vậy. Rồi tới chừng qua tới Hồng Phượng, thì Hồng Phượng nó trả lời sao mọi người biết không? Không có lỗi gì đâu, phải xin lỗi. Bây giờ nha, muốn nói gì nói, muốn chửi gì chửi đi à, đi tù cũng được nữa. Nó nói vậy đó mấy anh chị. Nó nói đi tù cũng được nè. Thì tôi hỏi mấy anh chị đó, cái cách ăn nói đoản hậu của hai mẹ con nó giống hai giống như một vậy đó. Mất dạy cái kiểu cư xử vậy. Mẹ tôi là nhà quê nha, một người đàn bà ở nhà quê chất phác, tay lắm chân bùn nha. Nhưng mẹ tôi hành xử một cách rất là lịch sự và văn minh và hiểu chuyện. Nhưng con đĩ mẹ của nó không hề hiểu chuyện và không hề văn minh và không hề lịch sự, thì mới đẻ ra một cái con ký sinh trùng quyết tật là con Lê Thị Hồng Phượng. Một cái con sống rất là đoản hậu và rất là mất dạy và hèn hạ. Cộng thêm một cái thằng bên cạnh đó là thằng sặc thành già, một cái thằng sống cục cức mà còn có đầu có đuôi. Nhưng thằng này sống không bao giờ có đầu có đuôi, nó sống rất là mất dạy và rất là đoản hậu. Thì tôi hỏi mấy anh chị, có phải câu chuyện này là giữa tôi và cái gia đình của nó không? Rồi trước đây những cái câu chuyện cô Linh Tâm, cô Cẩm Thôn của chú Linh Tâm là vợ mẹ và cha của Linh Tý đó, rồi á đi lấy ai quen ai rồi nuôi ông bánh mì tiền bạc gì chia lì thi vậy sao, thì ai kể cho tôi nghe, làm sao tôi biết? Bộ tôi ở trong cái quần cái hát hay cái gầm giường nhà người ta sao tôi biết? Thì cũng do con mẹ lạnh kể là để kêu tôi lên nói nhá. Rồi bao nhiêu cái chuyện khác, chuyện con Bình Tinh và ông Trùm B cũng ai kể, thì nhà nó kể chứ ai kể. Còn bao nhiêu chuyện khác nữa, ủa tôi hỏi mấy anh chị, không lợi dụng tôi, không nhờ tôi giúp đỡ kể tôi nghe kìa chi, kể cho tôi lên nói chi, kêu tôi lên nói chi. Bạn ơi, tại vì bạn cô đặt một cái vấn đề là gì, trời ơi tao nói, chị nói thiệt với Phương Anh á, nếu mà chị không có con cát cát, con của chị mà không có làm á trong ngành nghề đó nha, là chị lên chị chơi rồi chị bóc phốt rồi. Nhưng mà tại vì con của chị á nha, nó làm ở trong showbiz đó đó, nó này diễn viên gì đó, cho nên á ha, nó sẽ làm cho con chị cái này cái nọ cái kia, nên chị mới không lên nên nói được. Vì tôi nghĩ á, những cái bức xúc của gia đình, bức xúc của bà nói không được ha, và con bà làm nghề sợ bị ảnh hưởng, cho nên tôi mới lên nói, bà mới nhờ đến tôi lên nói, bởi vì con bà làm nghề đó. Rồi bây giờ nguyên một cái đám bảo là không nhờ gì tôi, không ai sai không ai bượn, tự đến tự ủa rồi tìm thấy thông tin. Tôi đâu có phải là ba đầu số tay, tôi đâu có phải là một dĩ nhân hay là thánh gì mà làm sao tôi hiểu được tất cả những cái chuyện từ bé, từ cái chuyện mà Hồng Loan bị chú Vũ Linh đánh nó vụ cái nĩa cái thìa hả, rồi cái chuyện chú đi diễn ở đâu tuần nào trước nhất, rồi đi Úc sao, bao nhiêu chuyện làm sao tôi biết. Nếu họ không cố tình lợi dụng tôi, nhờ tôi, vậy họ đưa thông tin cho tôi làm cái gì?